Dưới đây, luận về báng Phật. Phật, nghĩ thương chúng sanh, từ vô thủy trước, đến tận vị lai sau, trên, lên đến bậc đẳng giác Bồ Tát, dưới, đến lục đạo phàm phu, không một ai, chẳng thuộc vào đại bi thệ nguyện mênh mông. Ví như hư không, bao hàm hết thảy, xâm la vạn tượng, cho đến trời đất, thảy đều chứa đựng hết. Cũng như ánh sáng mặt trời, chiếu khắp muôn phương, Dẫu kẻ mù từ lúc lọt lòng chẳng thấy được ánh sáng, cũng vẫn được ánh sáng chiếu đến mà được làm người. Nếu không có ánh mặt trời chiếu rọi, ắt chẳng có duyên sống còn, nào phải chỉ những người tự thấy được ánh sáng mới được nhờ ơn ư? Những kẻ thế chí biện thông, cậy vào kiến giải câu nệ, hẹp hòi, chê bai Phật pháp, cho là có hại cho thánh đạo, bịp đời, dối dân, chọn chẳng khác gì kẻ mù từ lúc lọt lòng chửi mặt trời, cho là mặt trời không có ánh sáng vậy. Hết thảy ngoại đạo, đều trộm lấy ý nghĩa trong kinh Phật, cho là chính mình có, lại còn trộm lấy những danh từ của Phật Pháp để hành tà Pháp. Do vậy biết, Phật Pháp chính là gốc đạo của hết thảy Pháp thế gian, xuất thế gian vậy. Ví như biển cả, chảy ngầm dưới đất, những chỗ nó tưới tắm, chảy lộ ra ngoài, chính là vạn con sông, nhưng vạn con sông không con nào chẳng đổ vào biển cả những kẻ báng phật kia đâu phải là báng phật mà chính là tự báng mình đấy chứ bởi lẽ một niệm tâm tánh của họ toàn thể là phật nên phật mới thuyết pháp giáo hóa đủ cách như thế mong cho họ bỏ mê quy ngộ tự chứng được phật tánh sẵn có mới thôi do phật tánh quan trọng nhất đáng mến tiếc nhất nên phật chẳng tiếc công sức như thế dù kẻ ấy chẳng tin nhận thì cũng chẳng nỡ buông bỏ nếu chúng sanh chẳng sẵn đủ phật tánh chẳng kham làm phật phật cứ ủng công lập bày như thế hóa ra nếu chẳng phải là gã khờ bậc nhất trong thế gian thì cũng là gã đại vọng ngữ bậc nhất trong thế gian ư thiên long bát bộ tam thừa thánh hiền há chịu hộ trì y chỉ phật hay sao ấn quang pháp sư văn sao tăng quảng tránh biên quyển ba lời tựa khắc in lưu thông cuốn Phật di giáo kinh giải. Người đời chưa đọc kinh Phật chẳng biết Phật suy tính sâu xa để hóa độ chúng sanh, thấy bọn Hàn Âu Trình Châu báng Phật liền tự mình gánh lấy trách nhiệm đề cao điều tránh. Của trách thói tà, người ta nói sao, mình cũng bảo vậy, thốt lời khinh miệt, phỉ báng cho sướng miệng, chẳng biết bọn Hàn Âu hoàn toàn chưa từng đọc kinh Phật lý luận về đạo Phật của họ Hàn vốn chỉ có hai chữ tịch diệt là từ ngữ trong Phật pháp, còn những từ ngữ khác đều là lời lẽ của lão tử, trang tử. Về sau, do thiền sư đại điên khơi gợi, hướng dẫn, Hàn Dũ mới không báng Phật nữa. Họ Âu chỉ đề cao họ Hàn, căn cứ để ông ta báng Phật là do sự cai trị của nhà vua đã suy vi, đạo nhân nghĩa không ai để sướng, nên Phật thử cơ xâm nhập. Nếu như ông ta hiểu biết, đạo giúp đời độ sanh do Đức Phật tùy thuận cơ nghi mà lập như đã nói trong phần trước, ắt chẳng đến nỗi coi Phật là họa hoạn của Trung Quốc, để rồi muốn xua quét đi. Họ Âu, đề sướng như thế, kẻ học đạo nho, coi họ Âu như tông sư, đều bắt trước bài bác Phật, giống như vậy. Đại sư Minh Giáo, muốn cứu vãn thói tệ ấy, soạn phụ giáo biên, dâng lên Hoàng đế Tống Nhân Tông. Nhân Tông đưa cho Hàn Ngụy Công xem. Ông Hàn, đưa cho họ Âu xem. Họ Âu, kinh ngạc nói, chẳng ngờ trong tăng chúng, lại có người như vậy. Sáng mai, sẽ gặp mặt một phen. Ngày hôm sau, ông Hàn, đưa Minh Giáo đến gặp, bàn luận thông suốt chọn một ngày. Từ đấy, họ Âu chẳng còn báng Phật nữa. Hàng môn hạ của Âu Dương Tu, tiếp nhận giáo huấn của Ngài Minh Giáo, đa số đều cực lực học Phật. Họ trình họ châu đọc kinh đại thừa nhà phật thân cận thiện tri thức thiền tông biết được những nghĩa toàn sự chính là lý trong kinh và pháp gì chuyện gì cũng quy về tự tâm của tông môn liền tưởng mình đã lãnh hội lớn lao chứ thật ra chưa hề đọc chọn các kinh đại thừa tiểu thừa và thân cận tri thức các tông bèn chấp lý phế sự bác không nhân quả bảo đức phật nói ra nhân quả ba đời luân hồi sáu đường để làm căn cứ gạt gẫm ngu phu ngu phụ, xung phụng giáo pháp của ngài, chứ thật ra chẳng có chuyện ấy. Lại còn nói, con người chết đi, hình hài đã mục nát, thì thần hồn cũng phiêu tán, dẫu có, chém, chặt, say, giã, sẽ thi thố vào đầu. Thần hồn đã phiêu tán, lấy ai để thác sanh. Do vậy, kẻ ác, mặc lòng tạo nghiệp, người lành, cũng khó gắng sức làm lành. Ấn Quang Pháp Sư Văn Sao Tục Biên, Quyển Hạ, Duyên Khởi của Phước Châu Phật Học Đồ Thư Quán.